đây là lần đầu tiên Vũ Hà lại trường của Tôn Đức Thắng này. Ôi, Vũ Hà không ngờ được có cô trường rất là to luôn, ở bên trong rất rộng rãi và đặc biệt là cơ sở vật chất cực kỳ sang trọng và rất là hiện đại luôn. Ôi, em cảm giác giống như mình đi vô trong mấy cái resort 5 sao luôn đó, tại vì có các khuôn viên, các khu ngồi với mấy ghế đá này, có công viên để cho các sinh viên ngồi. Tôi nhìn giống như là ở trong phim nước ngoài luôn á. Đây là đầu tiên Vũ Hà bước vô trong một cái trường đại học nó to như thế này. Rất ấn tượng. Một điều nữa mà Vũ Hà thấy là các em rất là gọi là văn minh và lịch sự, đi đứng nhỏ nhẹ, không có ồn ào như ngày xưa. Và trời ơi, nhớ là trong trường cấp 3 trời chứ, có nghĩa là phá lắm. Nhưng mà đặc biệt nha, Vũ Hà thấy ở đây các sinh viên á, họ rất là nhẹ nhàng luôn, mà họ cười nói nhẹ nhàng, duyên dáng. Rồi đặc biệt là khi mà đi lên thang máy nha, không có chen lấn nha mọi người, không có chen lấn luôn, xếp hàng. Bốn từ để miêu tả cho ngôi trường này thì văn minh, đẳng cấp, lịch thiệp, và đặc biệt là cái câu cuối cùng là cái mà mình dành cho các sinh viên, đó là dễ thương.